đồng này luôn nha, hỗ trợ 2 cây 70 chạy cắt cho nhanh, hỗ trợ cây 70 mới thả giạt hồi nãy nha mọi người. Rồi cắt luôn.
đồng nè, và ảnh di chuyển trên lộ. Giờ máy đang di chuyển để xuống đồng nha mọi người, thì cái đường đi rất là khó khăn nè. Đi xuống đồng mọi người. Kéo anh ấy kéo con ra luôn.
hiện tại là lái xong xong rồi. Thì bây giờ mới kéo này ra thì mình cũng kéo mọi người là kết thúc video đây luôn mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai và những video tiếp theo nha. Người coi kênh mình nhớ ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, cho mình xin một like và chia sẻ mọi người. Thôi mình kết thúc video đây nha.